Đây, bên em Tú lại tiếp tục xây nhà mới ở khu vực thị trấn Đức Hòa, Long An nha anh chị. Cách thành phố Hồ Chí Minh, Bình Tân ấy, khoảng 19-20 km rồi đó. Đang xây nhà ở khu vực thị trấn Đức Hòa nè anh chị. Anh chị nào mà muốn tìm nhà mới hoặc là muốn xây dựng nhà mới ở khu vực Đức Hòa, Long An ấy, thì liên hệ em Tú nha. Em Tú quen rất là nhiều nhà thầu xây dựng hoặc là nhiều anh thợ làm nhà đó. Thì muốn xây hoặc là muốn mua nhà mới gì đó thì liên hệ em Tú sẽ giới thiệu cho anh chị đó. Chẳng hạn như tìm nhà này đây, thì một trong những căn nhà đang xây mới lên này anh chị, ở khu vực thị trấn Đức Hòa, vị trí đẹp nha. Con đường trước nhà là con đường bê tông 4m anh chị. Ở xung quanh này thì em Tú còn mấy căn nhà mới luôn nè, mới xây dựng thôi đó. Chẳng hạn như căn này nè đó, cũng đang chào bán luôn. Anh chị nào muốn đi xem nhà thì liên hệ em Tú. Giờ em Tú sẽ quay rõ cho anh chị xem xíu nha. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. Anh chị, con đường bê tông 4m trước nhà nè, đây 20-30m nữa ra con đường nhựa ở thị trấn Đức Hòa nha. Đây nè, cái nhà bên em Tú đang xây này đó. Nhà này thì ngang 5 và 28 nha đó, anh chị thấy không, đang xây đang lên trụ bê tông đó. Còn mấy cái nhà này thì là ngang 4 và 28. Tùy theo kích thước thì anh chị nào tìm và cái giá tiền nó sẽ khác nhau. Anh chị nào muốn quan tâm thì cứ liên hệ em Tú giới thiệu cho. Đây đang xây và có mấy cái nhà xây sẵn luôn. Đây con đường này thì anh chị nào mà quan tâm nhà vị trí đẹp ở khu vực thị trấn Đức Hòa, Long An thì liên hệ em Tú sẽ chỉ cho anh chị. Còn cái còn nè, đây là cái xây dựng chuẩn bị cho ra một căn nhà mới nè anh chị, ngang 5 và 28. Còn anh chị nào mà muốn mua đất xây nhà đó mà chưa biết cái nhà thầu hoặc là thợ xây dựng gì đó thì liên hệ em Tú giới thiệu cho. Thì em Tú làm ở khu vực này thì biết rất nhiều nhà thầu xây dựng anh chị. Em Tú giới thiệu cho một nhiều nhà xây dựng cho anh chị lựa chọn. Đây là căn nhà mới luôn ấy, đang xây dựng anh chị. Vị trí khá đẹp ở thị trấn Đức Hòa, Long An. Anh chị nào mà muốn xây nhà trong khu vực Đức Hòa, Long An ấy thì cứ liên hệ em Tú giới thiệu nhà thầu cho nha. Mạnh dạn không sao hết, tại vì em Tú làm bất động sản này quen rất nhiều bên mảng xây dựng và cũng có rất nhiều nhà mới nằm ở vị trí đẹp anh chị. Nhà này thì thuộc thị trấn Đức Hòa, Long An. Thì một trong những căn nhà vị trí cũng khá đẹp đó anh chị. Đang xây dựng chắc cũng khoảng 2-3 tháng nữa là xong đó anh chị. Căn mới. Kế bên thì cũng có mấy căn đó anh chị. Cũng có 2 căn, cũng một căn xong rồi. Anh chị nào muốn tìm nhà thầu xây dựng hoặc là tìm nhà mới hoặc là tìm đất vị trí đẹp thì cứ liên hệ em Tú nha. Em Tú sẽ chia sẻ cho anh chị nha. Anh chị nào mà quan tâm đất hoặc nhà ở khu vực Đức Hòa, Long An thì hãy đăng ký kênh của em Tú nha anh chị. Em Tú sẽ chia sẻ đất và nhà trên kênh này nha anh chị.